Lúc bên này thì rất là nhiều cô lớn tuổi nghe tin là lật đật chạy mang theo những cái canh nước như vậy để hứng nước nè. Đây là những cái canh nước mà bà con đã chuẩn bị từ sáng sớm và chờ cái chiếc xe của chú Minh cô đơn. Cô bác chị thấy ở đây mọi người sẽ phân chia ra mỗi nhà khoảng 4 cho đến 5 canh dựa theo cái số lượng người trong gia đình. Bà con khá đồng lòng và hiệp lực. Chẳng hạn như ở đây là có một cái canh nước có tên là Truyền nè, là do một cái gia đình họ chuẩn bị khoảng 6 canh đó. Rồi có 12 sớm mau, rồi có ba nê, rồi thậm chí là có một gia đình đông đúc quá thì sẽ có một cái dây ràng như vậy, 2 4 6 8 8 canh. Còn bên này là những cái bồn đã đầy nước là do chúng mình đã chở cái chuyến đầu tiên. Và chúng ở đây thì sẽ tiếp tục đến đây để chở. Sau khi đầy nước thì bà con sẽ chở những canh nước này trở về nhà. Cứ như vậy, cứ tập trung những cái điểm như vậy, vừa thuận lợi mà vừa phải đỡ tốn thời gian chầu trực nữa. Những cái điểm tập trung như vậy sẽ giúp cho bà con yên tâm hơn về cái việc đó là luôn luôn có nước. Và tụi mình cũng không phải tốn thời gian để chờ đợi mọi người xách từng cái canh nước ra đây để chờ đợi. Xin chào cả nhà, ngày hôm nay là ngày thứ 12, chú Minh cô đơn cùng với má chị em chở nước cho bà con ở vùng Hàng Mây thuộc tỉnh Tiền Giang. Và sáng nay lúc 7 giờ sáng, chú Minh đã chở cái chuyến xe thứ 6 rồi, tức là đã 6 khối nước. Và dự tính trong sáng nay thì chú có thể chở được khoảng hơn 10 khối. Và đây là chiếc xe mà chú Minh đã xuyên suốt xuất hiện ở Tiền Giang hơn 10 ngày rồi. Lúc này thì có rất là nhiều xe bồn nước sẽ được chở vào trong những con hẻm nhỏ. Và đây là chiếc xe bồn mà tụi mình mua với giá trị đó là 4,5 triệu để phân phát cho bà con. Ngay sáng sớm thì mọi người đã chuẩn bị những cái canh nước để chờ cái xe của chú Minh đến để sang chiếc. Và đây là chiếc xe bồn này. Và mọi người đã chuẩn bị những cái canh nhựa này. Cô này thì năn nỉ là mua cơm cho chú Minh. Cô thì nhà cô ở đâu? Nhà đây nè chú. Hôm giờ là cô nhận được nước từ chú Minh nhiều không cô? Thì chú cứ bữa có xe hai xe, bữa xe hai xe. Cảm ơn chú dữ lắm. Tội nghiệp mà cái lòng chú vậy đó, mình muốn gửi chút gì chú không nhận. Hôm giờ là chú Minh là ngủ móc cái võng ngủ ngoài đường. Bởi vậy phải xuống đây là người ta mời vô nhà ngủ luôn, chứ đâu có để cho chú vất vả vậy đâu. Mà thấy chú hoàn cảnh chú nghe hỏi thăm vậy mình thương chú. Cô biết gì về cái hoàn cảnh của chú Minh cô đó? Tại mình coi trong báo á, ra trong mạng á, phong bụi lên nào đó, nghe hoàn cảnh chú mình thương không dữ. Phải mà chú ở đây người ta cũng giúp đỡ chú. Nãy giờ thấy cô năn nỉ là mua cơm mua nước cho chú Minh. Hồi sáng thì chú xuống chiến rồi, tôi quậy ly cà phê bưng ra cho chú uống rồi. Rồi giờ nói để đi mua cơm chú từ chối hoài. Rồi cảm ơn cô nhiều ha. Tại vì đây là chia sẻ điều hết á, chứ không phải mà một người trẻ nhiều. Con lại thấy toàn là người già không nè. Trẻ thì mần hết rồi, đi làm công nhân hết rồi, còn già lại không nè, nhìn hết đi. Thời gian qua thì con thấy là ở đây có rất là nhiều xe bồn họ chở nước vào, thì ở sớm mình được nhận nước nhiều hơn. Ít rừng, ít rừng ở đầu dưới nhiều ạ. Sớm dưới á, ở đây là không có một ngày qua là không có. Chú Minh cho có một xe thôi, rồi tới tối luôn, không có xe nào. Là ở đây, ngày qua. Nguyên ngày qua. Sao mấy đợt trước thấy là xe bồn vô đây nhiều lắm mà. Chạy thẳng dưới. Bốn xe chạy dưới. Bốn cái đầu dưới á. Xếp dưới cũng thiếu nữa, thành ra chạy. Nước uống được không chị? Tốt mà, nước này để uống luôn mà. Ngọt. Tại mấy canh để chứa mình không có xúc nó có cặn tí. Mình có rong nữa kìa. Ngày hôm nay thì có thêm chị Nguyệt nè, chị Tưởng và chị Hằng đến đây để phụ cho bà con. Hôm nay thì tụi mình sẽ dành rất là nhiều thời gian ở khu vực Tiền Giang và Long An. Sáng nay thì có mua một vài xe bồn nước để hỗ trợ cho bà con. Đồng thời thì 11 giờ mình có mua 300 lốc nước suối và 200 cái bình nước mà 20 lít mà mọi người hay đổi bình á để chia cho bà con luôn. Sáng nay là cho nước sinh hoạt, sau đó thì mọi người sẽ cho nước bình. Thì tầm 11 giờ nước bình sẽ cho. Nhờ người này truyền tay người kia đi.
vô ha, ta chở vô, mình chở vô nước bình là đổi cái anh hay là đổi bình hay là cho bình luôn. Dạ không. Chở vô người ta chở cặp kết dạ. Đi. Cặp bến đây đi. Cặp kết chỗ này đi, mình chở vô cho dễ. Ở ngoài qua nay cũng thấy cho có cái anh ở ngã tư qua đi nước cái mới để dành cho xuống dưới. Ngang, qua đây xe vô nhiều lắm mà không có ghé đây. Không phải, qua cho nguyên cam luôn. Trời chuẩn bị mưa rồi. À, em nói thật. Qua có cái clip nào mà nói cậu có ông cậu mưa đó. Trời ơi, tin nổi chết. Đó, cười ở đâu không biết. Nó diễn tưởng là sao, ông cậu mưa đâu là có mưa đó đó. Có lên TV16 luôn. Có đâu, chắc lúc vẫn thấy trời đang chuyển. Nhưng mà chuẩn bị mưa rồi đó anh, bước đầu qua tháng 3 rồi là cuối tháng 3 rồi là mưa đó. Đây ông cầu rồi mưa được vài đám cũng đỡ. Ủa xe này là chúng mình chở được 4 chuyến nãy giờ chúng mình chở đâu ta? Nãy đây chuyến đây đầu rồi. Cái đầu. Chuyến này chuyến thứ 2 nè. Chuyến thứ 2 nè. Đúng rồi, 2 chuyến. Bên kia 2 chuyến, chỗ hôm qua bữa hổm không 2 chuyến. Chị Tướng ơi. Vậy sao lát lại đem chuyến nữa hay sao? Ơi một xe được mấy can nè mọi người? Một xe là 33 can. Chưa ai xách vô á. Nè, đó nó chưa có em xách ở đây thôi chị bỏ vô. Dạ có, dạ có. Nấu cơm đúng không? Không, không cơm đâu. Con này cứ đòi mua cơm hoài à? Không, uống một bê rồi, không ăn đâu. Không uống một bê rồi, ăn đâu. Can đâu, can đâu. Để. Ăn 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 can. Cái này nè, bỏ cát này vô nè, xúc là sạch nè. Bỏ cát này vô hơi mật. Dạ, giờ mình bỏ cát này vô anh xúc nó sạch bóng. Không, nhà đây mà con trển lên trển chơi. Để cái rủ gì đây hứng nước vui lắm cái sau nghe chú gái đầu đó cái thôi. Chạy về. Lên con chơi sẵn á. Mấy cô chú ở đây mình có cần mấy cái thùng này không? Có cần mấy cái thùng này không? À, sáng nay thì tụi mình có mua một cái bồn xe với giá trị là 4,5 triệu đồng từ cái xe bồn mà nằm ở phía trước á. Và đây là cái món quà từ Phật tử của thầy Trúc Phương hỗ trợ cho. Ngoài ra thì chị Thưởng còn nhận thêm cái món quà 17 triệu từ mấy cô chú anh chị ở đây. Anh Lộc, chị Trác hỗ trợ cho đợt 1 là 3 triệu, đợt 2 là 10 triệu và chị Vi Nguyễn là 1 triệu và một anh hay là một chị đó công tác tại phòng cháy chữa cháy quận 11 2 triệu. Và đợt 2 thêm 1 triệu nữa, tổng cộng ở đây là 17 triệu nha các bác anh chị. Và hôm nay thì tụi mình mua 300 cái bồn nước để phát cho bà con, tặng vỏ luôn. Trị giá là khoảng hơn 10 triệu, chính xác là 10 triệu rưỡi. Và ngoài ra thì chị Tưởng sẽ hỗ trợ cho chú Minh là 1 triệu đồng từ cái số tiền từ anh Lập chị Trác. Chi phí mà hỗ trợ tiền xe, thay nhớt rồi bảo dưỡng lại xe trong những cái chuyến vừa qua ha. Chị Tưởng có gì chị gửi cho chú Minh đi ha. Giờ hôm nay thì cái phần tiền này là của anh Lộc chị Chát đã gửi hỗ trợ cho anh là... Cảm ơn anh Lộc chị Chát. Dạ. Cảm ơn là anh đổ xăng ha. Dạ dạ. Dạ. Cảm ơn anh Lộc chị Chát. Dạ anh chị dạ. Thì gửi để anh sửa xe nhưng mà dạ. Xe thì anh nói là sửa rồi. Máy mới, dạ. Máy mới, mua dạ, máy mới. Rồi. Ừ. Dạ thì em chị để số tiền đó mua nước hỗ trợ dạ. Cho bà con. Dạ, dạ. Rồi còn phần tiền em hỗ trợ anh đổ xăng. Rồi. Dạ. Dạ thì sao dạ, cảm thì ơn em, anh dạ, cơ, em cũng anh cảm vậy. Ơn. Cảm ơn cô chú anh chị dạ. Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước dạ. Ủng hộ. Tụi em làm việc thiện nguyện này hôm nay thì đến đây để tặng nước cho bà con ở đây thì hôm nay thì nhóm em thì trước là cho một thùng một bồn là 30 khối là bên của thầy Trúc Phương gửi tặng cho bà con thì đang lấy ở ngoài kia chú Minh chở vô đây cho bà con ở đây còn là 11 giờ thì tụi em đã mua 200 bồn nước là một bồn là 20 lít nước uống luôn á, nước sạch á để cho bà con uống luôn. Dạ, còn nước này chỉ sinh hoạt được thôi. Dạ, như vậy thì em cũng xin thay mặt bà con ở Gò Công Đông. Này mọi người thấy một cái canh nước nó rất là nặng và để khiêng á là phải có cái thế đây. Chị Tưởng chỉ cho mọi người cách cột lên đi. Bây giờ là xe bồn thứ tư ha. Ngày hôm qua là bà con ở xóm này có đúng một cái xe bồn một khối nước chia cho khoảng hơn 20 hộ và do là xe bồn này là do chú Minh hỗ trợ ngày hôm qua.
Hôm nay thì cũng được hai hai khối rồi đúng không chú? Đúng. Đây là cảnh nước của một cô có tên là Lượm, nghe tin cũng lật đật chạy đi báo cửa cơm lưng đâu kìa. Ở trong nhà thì chị Tưởng và chị Nguyệt đang sắp xếp kêu gọi bà con để chuẩn bị nhận những cái bồn nước. Nó sống quấn vô. Ừ. Trang gì đâu, để vô đó đi, để vô đó đây. Để đây đi, giữa này. Hồi nãy thằng Lê nó mới xách nước ra đổ. Đây là người ta sắp theo thứ tự là ai tới sớm thì để ở trước, ai tới trễ thì để ở sau hả cô? Ờ, mà như người ta chở về nhiều quá thì cho người ta chở trước. Ừ. Ở đây những cái ngày mà khi mà chưa có nước hỗ trợ thì mọi người sinh hoạt tiết kiệm bằng cách nào vậy cô? Thì theo nhà thì xài, không dám xài. Nhà thì xài nhiều, không biết, thì theo nhà nít thì xài nhiều, già thì xài không có nhiều, vợ chồng tôi không có xài nhiều. Rồi mình lấy, mình rửa chén đó, mình vô gạo, mình lấy nước, mình vô gạo rửa chén lần đầu. Đầu mình vô đó, mình rửa chén. Rồi giặt đồ mình thì ứ lại lần nữa, bữa sau mình giặt đồ nữa. Rồi đi vệ sinh thì sao? Vệ sinh thì hao đó, có mình tôi, ổng với mấy đứa cháu ở nhà cái bên đó, nhà nó không có. Rồi qua bên tôi vệ sinh mới hao nước. Vì cháu là... mình không lẽ mình bỏ. Nó có nhà riêng mà nó không có nhà cầu gì đó, nhà tắm mà cầu gì đó, nó qua bên tôi. Vậy thì nếu mà tiết kiệm nữa thì mình ra ngồi kênh á, mình múc nước nhiễm mặn á, mình về mình... Có nước đây, có nước đâu. À, kênh nó cạn hết rồi. Kinh đây cạn hết đó, có không có đây không còn cái gì đâu đó, khô cạn hết đó rồi. Thậm chí có người phải đi ra đồng để đi vệ sinh nữa. Ừ. Mà mình bà thì mình không không đi, ông thì người ta đi được, mình bà đi gì kỳ cục. Bà kỳ lắm, mà ông đi làm bà không có đi. Nhưng ông ra đó ngồi được dễ ngồi, mình bà chân quẹn cho ghê quá. Tôi nhà tôi có hai ông già với nhỏ thứ ba ở cái bên đó, nó đi làm ngoài nhà, nó đâu có vệ sinh gì đâu, nó qua bên đây nó đi làm, có nghĩa là đi ké qua nhà mình, cháu mình đồ con mình không nên bỏ. Như ở phía sau này là cô có bao nhiêu can nước để mình bơm? Hai nhà đâu 60 can. Hôm qua mình được bao nhiêu can? Hôm qua được 5 can. 5 can về tắm rửa giặt đồ hai nhà nó luôn, nhỏ đi làm hãng về, chiều nó về tắm rửa giặt đồ, với nhà có hai đứa con nữa, đứa nhỏ nó con nó đây cũng ổn. Kính thưa các bạn, mình đang có mặt tại Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, và phía trước mọi người đây là những cái canh nước mà bà con đã chuẩn bị sẵn từ sáng đến sớm đến giờ nè. Ngày hôm nay thì tụi mình mua 200 bình nước như vậy để chia cho bà con. Và ngoài ra thì còn 300 lốc nước nữa, dự tính thì nay mai sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm. Và trong ngày mốt thì tiếp tục là 3 xe bồn, với mỗi xe bồn là khoảng 30 đến 40 khối nước, cùng kèm theo đó là cũng vài trăm bình nước như vậy. Mỗi bình như vậy thì giá trị mình mua là 56.000, tặng cho bà con luôn giỏ. Ở đây thì các cái bình nước tụi mình sẽ cho bà con nè, có bán chị. Đây là những cái lốc nước cùng kèm theo là những cái canh nước này, cho chia cho bà con khoảng mấy trăm bình. Và một lần nữa thì mình cảm ơn anh Lộc, chị Trác đã từng hỗ trợ cho 13 triệu, một anh công tác tại phòng cháy chữa cháy hỗ trợ cho 3 triệu, và cùng theo đó thì chị Vi Nghĩa 1 triệu, thì sáng giờ cũng hỗ trợ mua nước cho chú Minh này, rồi mua mấy khối nước 4 triệu mấy của thầy Trúc Phương. Bây giờ thì còn dư khoảng 11 triệu rưỡi, thì mình mua tổng cộng bình nước đây là 11 triệu 2, còn dư 300.000 đồng. Chút nữa chị Tưởng sẽ gửi cho chú Minh luôn để phụ tiền xăng xe để xăng nước cho bà con ở trong những con hẻm nhỏ. Lúc này thì bà con chuyện nhau. Mấy cô trong sớm là phụ nhau chuyện, chia cho mỗi người một bình mang về. Giá trị mỗi bình là 56.000. Đây, những cái bình nước mà hôm nay thì nhờ Nghĩa phụ này. Bây giờ thì chia cho mỗi cô một bình mang về nè. Mấy cô xung quanh đây, mỗi người một bình ôm về.
Mọi người một bình nha. Một con này ơn là chị Thủy không ơn nha. Một mẫu một bình thôi mà không có đủ. Bây giờ cô chú nào không xuống nước được thì đánh em phía giùm em, còn mấy cô chú nào mà xuống nước mạnh lẽ phụ xuống giùm em đi nha, phụ xách vô nè, ta xuống là mình xách vô giùm em nè. Không, đứng ngay lại đi, từ từ bà con đứng lại đi, bà con đứng hàng đi, từ từ khoan, từ từ đi, đi nè, ra đây một khoảng ta giải quyết nè, bà con mình giải đó bao nhiêu giải này ở đây con giải bà này kia. Ủa gì vậy trời? Ôm ra đây nè mấy bà, lát lấy kim lòng đi chú. Đủ mưa chưa? Đủ mưa. Giờ chắc vô gây án đây rồi. Đây là những cái bình nước còn sót lại trên xe, đứng không bác cho bà con chạy cái sớm này luôn. Rồi chắc xuống đàng hoàng, còn bác xuống đàng hoàng, bình đều hết. Anh em đi xuống mình thôi, chắc rượu nước xuống đi. Từ từ đi bà con ơi, từ từ đi. Chứ người nào cũng có lấy hết là không được. Chị vô đây, chị vô đó, chị đưa đi xuống. Đây, được rồi, chị ra ngoài đi. Đứng chị vô đây. Khỏi đứng đây. Mình nhận đủ 45 thực sự thì có những cái bình nước như vậy tụi mình vận chuyển mà mua ra phí rất là cao và bà con cứ nôn nóng cứ sợ là không có nước à. Kêu bà cụ vào trong hết đi. Mình không là nhận cái hẻm thôi, mình không có quan tâm. Ai không có bình là không được đổi. Lần này là cho bình luôn. Hôm nay là cho bình để chuyến sau mà nếu mà cái thì có thể đổi tiết kiệm được chi phí. Hả chị tưởng? Đúng rồi, dạ bà con vậy đó. Lại lấy là lúa bị bệnh mà nó cũng muốn ấy đổi. Thứ năm nha. Thứ năm đem mình đổi nữa nha. Mình xuống đây nữa em hả? Xuống đây luôn. Uống này 2 ngày hết bình. Thứ năm mình tập trung ngay chỗ này đi nha. Con gom lại đây cho nhận luôn ha. Ok. Nước mà 12 giờ trưa đứng ngắm chờ cái bình nước nè. Y như hồi lúc dịch mà mình chỉ mình đi phát mà cứ thay nguyên đứa này ra ngồi giữ đoàn hay có cái sinh vậy đó. Y xì như vậy luôn á. Ở đây là tụi em không phải làm khó làm dễ bà con hay là cái gì, nhưng mà tụi em muốn là bà con phải trật tự để mà ai hộ nào cũng có hết, tụi em chia đều ra vậy đó. Chứ có nhiều hộ 3-4 người họ lấy hết, mà thành ra hộ 3-4 người có, họ không có của chú anh chị. Chứ không phải là tụi em mà nói là cho một bình nước mà bắt nó chạy tùm lum tà la như vậy, đó là không phải vậy. Tụi em thấy bà con này rất là tội, rất là thương luôn á. Sao nữa vậy? Không có, sao bà có cái đầu không? Lấy đầu không? Đủ 45 đi. Đủ 45 đi. Còn Dương cho thêm ở đây luôn, gì đâu, đã sách về làm gì đâu. À sao ạ? Đi 45 chi ạ? Xuống hết đi. Không? Xuống hết đi. Bà con cứ có phụ xuống hết giùm em đi. Phụ xuống hết cho tài xế đi. Ủa hết giờ. Dạ xuống hết rồi đi. Không sao đâu. Ăn cho buông cho. Nó làm sai thì tội nó chịu. Vậy đi. Không có đếm đâu. Phụ xuống hết giùm em đi cho tập trung cho tài xế nó về đi. Còn nó làm sai thì chuyện nó chuyện của nó, của công ty nữa, tiệm của nó. Bây giờ này chị ra sắp xếp ai không có trong sớm này. Đến đây đừng hỏi. Không có bắt nhau. Thăm
hộ của mình thôi, là nguyên cái hẻm mình thôi. Còn một tí nữa, ví dụ như ảnh anh Phong ảnh có cho bà con cô bác nào ngoài thì ảnh cho, còn mình lấy đủ hộ của mình thôi. Thì con biết rồi, nhưng mà giờ bà ba nói vậy rồi, được con xin đủ 45 rồi con chia, lá nữa hẻm thiếu rồi sao có được. Bây giờ con nè 45 để cho anh này còn nhiêu dư bao nhiêu bà con được hưởng, bao nhiêu hưởng. Ờ vậy đó, rõ ràng. 46 bây giờ nè cô chú anh chị có nghe cái ý kiến của em không? Sao? Rồi đồng ý. Bây giờ mọi người tiến vô trong giùm em đi. Nắng chưa lắm, vô trong đi tới cho mấy con. Bây giờ cứ vậy đi mình khắp thôi, bà con cứ cứ nhận đi. Mỗi người đứng mỗi người ra mình khắp đều từ từ mình chắc chia cho bà con mỗi người một bình đi. Thanh toán tiền cho tài xế luôn anh chị. Nó mua 11 triệu mấy tiền nước đó. Mười mấy quên rồi. 11 triệu 2. 200. Mới 11 triệu 40.000. 11 triệu 400 ngàn rồi, dạ. Là tiền nước á. Dạ. Chưa tính thu á. Thì nó ghi cái em lấy 11 triệu 400 ngàn á. Nó ghi vậy là đủ đúng không? Dạ đủ, thu 200.000 gì nãy gì đó. Cho tài xế bước đi. 11 triệu rưỡi luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 triệu 500 ngàn đồng. Thì là cái phụ thu luôn á phải không? Phụ thu là dương trăm rồi đó. 400 cho tài xế đi. Đợi chút tài xế. Rồi đây bà con đây cũng đây là bây giờ bà con cảm ơn anh Phong Bụi với mấy anh chị đây đã hỗ trợ nước về nước uống về cho bà con. Cũng rất cảm ơn. Em tên Nghĩa. Em ở đây bây giờ có hộ em là em đại diện ra em xin cái hộ có. Dạ đúng rồi, dạ 45. Dạ 45 hộ. Rồi bây giờ con em đủ em nhìn đây bà con ở đây đủ 45 hộ của em không? Chưa giải đây phát bà con đây cứ phát đi em về viên cái xóm này về lên đủ rồi giờ lấy cái gõ ra 45 hộ phát nếu mà xóm đó người nào bây giờ bắt đầu lấy ra mình đếm nè kêu nó đi chị hỏi biết mặt người nè không chị hỏi em là bây giờ có mặt bà con ở đây 45 hộ nhiều khi mình nói ví dụ như 45 hộ nhưng mà một nhà ví dụ như là một hộ vậy cái người ta trẻ là con tính hộ đâu được, ví dụ như một người vậy lấy lại hai bình đâu được, mình tính cái hộ này thôi, người một người một bình, bà con cô bác mỗi người bình mình uống thôi. Nhưng mà anh biết á, mỗi cái nóc da đây có một người đây không? Có. Rồi cho em lấy đi. Dạ anh nhận đi tụi em đếm. Có nhà chưa cô, chưa lên. Thì nhà chưa lên thì chờ, giờ có việc lấy đi. Tôi nhận thêm hai hộ. Rồi hai hộ lấy đi. Rồi giờ mình bỏ một người ra lấy cho bà con lại số mình. Đây bà Năm. Số mình đứng ra đây nhận đi. Không bại cũng không được. Ông ngang không được. Không mà cho ông ngang vậy. Ông ngang cũng thuộc. Đây nè. Đây chị Bọc nè, chị Bọc. Quá chị Bọc nè, có người nào ở đó rồi. Tám đuôi mà đó. Còn bài nữa. Đây vậy mà phải một bên. Không đến thì gì. Mày coi chưa? Này thằng tiền này này ôm gì? 16. 16 nữa. 17 nè. Mày ôm mà đừng quay ta. Bình. 18. À rồi con không. Này người ôm nổi không? Mọi người một bình nước trở về. Bây giờ là gần 12 giờ rưỡi rồi mọi người. Thời tiết rất là nắng. Hy vọng rằng là tất cả mọi người có nước uống ha. Nhìn xe cô đâu? Trời sao lấy xe ra đây? Nhìn mệt xíu. Không nhìn cho mẹ đi. Mà anh không biết sao không? Hẻm em bỏ nó hổm giờ chưa có ai cho nước bình nước suối gì hết trơn á, cho toàn trong đây không à. Rồi em lấy số thứ năm đây chị, em giải quyết cho chị nha. Thứ năm em không. Có nhiều nước lắm. Không không mình người nào anh lấy anh con anh cho hết mà mọi người cứ chấp hàng lại bình thường đi, đừng có ồn ải nữa. Rồi ra luôn. Tụi hằng giặt ra.
Em sắp vô nhà đi. Đi đi, mẹ tụi mày sách nhiều đó. Cô bác vô nhận đi quá. Rồi cha. Mất 5 triệu nha. Không ở đây không? Ba này là một bà này nha. Thấy mặt một bà này mà hai có bà. Yên tâm mày, nước không ai dám lấy hai bình đâu. Lấy xong mà đuối liền à. Cho tôi bình đi chứ ơi. Trời ơi, chị lấy à chứ không bình tôi. Trời ơi, chị nắng quá hả chị. Đây này cũng nắng dữ luôn. Mà mới mua này cho chị nha. Tụi con đúng không? Tụi con vô hàng cả liền. Nặng đây chạy mờ. Xin chú, xin chú. Cho anh bình anh hỗ trợ của tôi nãy giờ. Cho anh bình anh bóc ra đi. Cho anh, cho chú anh đằng nặng bình nữa bóc ra cho anh luôn đi. Thôi rồi, hết rồi. Rồi, biết. Mẹ không ăn nữa. Anh nhận rồi, không cho nhận nữa nha. Cho con trai, cho nhóc đi, cho nhóc đi mình đi. Không, mình nhớ mà bà con coi. Nhớ đi, sắp xếp đây. Rồi bây giờ bà con mình ở đây người nào chưa có là lên nhận rồi bà con ơi. Rồi đây đây nè. Có bây giờ mình cho đi được không? Được. Con Hiếu 300 bình nước như này. Bao nhiêu lốc? Rồi có gì? 300 lốc. Giờ em 300 phiếu em để lại. Rồi nguyên cái khu mình ơi. Nhớ là đúng 100 nha. 1 nhà 1 hộ 1 phiếu thôi. Nên nào chi nữa.